cho nhau chớm 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 hít rồi. Thì em được rất là nhiều những người bạn của em gửi qua inbox cho em là Nhi ơi, có cái kênh này trên Đà Lạt này, share bài của em này. Xong mai mốt lại, Nhi ơi, có kênh này trên Đà Lạt, share bài của em. Nên là nếu mà có bạn nào ở đây mà đã share bài của Hà Nhi thì Nhi cũng xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã yêu bài hát Từng Cho Nhau và yêu Nhi. Và bây giờ thì Nhi sẽ hát ca khúc Từng Cho Nhau cho mọi người nghe. Cho em được lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại.